Chiều nay, đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm trưởng đoàn đã tham dự hội thảo giới thiệu môi trường đầu tư khu vực phía Nam Việt Nam. Hội thảo do Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam phối hợp với văn phòng Quota Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện Việt Nam Korea Business Week nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc. Đồng thời, hội thảo cũng là dịp để các địa phương giới thiệu về môi trường đầu tư đến các nhà đầu tư Hàn Quốc. Tại diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An Trương Văn Liếp cho biết, Long An là địa phương có vị trí thuận lợi khi là cửa ngõ kết nối hai vùng Đông Tây Nam Bộ của miền Nam Việt Nam, có đường giáp ranh dài với Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Long An còn có hệ thống hạ tầng khu cụm công nghiệp được xây dựng hoàn thiện, an toàn để đáp ứng nhu cầu đa dạng nghiêm ngặt của nhà đầu tư. Hiện toàn tỉnh có 22 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp đang hoạt động. Hiện nay Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ hai về số dự án và thứ ba về vốn đầu tư vào tỉnh Long An với 210 dự án, có tổng vốn đầu tư hơn 900 triệu đô la Mỹ. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn tại Long An như Lotte, CJ Vina Agri, Sunwon Vina, Hana Kobe. Các dự án đầu tư từ Hàn Quốc tập trung chủ yếu ở các huyện phát triển công nghiệp của tỉnh Long An và đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh. Sau hội thảo, đoàn công tác tỉnh tiếp tục làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc như Ofam Food, Iron Corp về cơ hội đầu tư và các chính sách hỗ trợ được nhận khi đầu tư vào Long An